Và đây là một cái máy lọc không khí mà Trình đã sử dụng một thời gian rất là dài. Thì bây giờ Trình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người kiểm tra xem thử trong một thời gian mình dùng thì xem thử là trong bụi như thế nào. Và đây cái lớp bụi này, nếu mà cái lớp bụi này mình không sử dụng máy lọc không khí thì tất cả những cái bụi này nó sẽ vào trong cơ thể một phần nào đó nó sẽ vào đó. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay có máy lọc không khí nào thì máy lọc không khí nó sẽ gọi là thay thế cho mình đó. Một phần nào đó rất là tuyệt vời. Và cái điều rất là tuyệt vời, máy lọc không khí này sẽ lọc được 99% bụi cực kỳ tuyệt vời. Và ở đây cái máy lọc không khí này nó sẽ là có ba màng lọc. Lọc đầu tiên là sơ cấp và lọc thứ hai là lọc carbon, và lọc thứ ba là lọc HEPA. Và nếu như ngày hôm nay mình có được cái máy lọc không khí rồi, mình dùng thì cực kỳ tuyệt vời, sẽ giúp cho mình hạn chế một số những căn bệnh như là về hô hấp này. Hàng năm trên thế giới mình có rất là nhiều những ca về phổi. Và đây mà Trình sẽ vệ sinh cái máy lọc không khí. Mình có thể dùng bàn giấy mình vệ sinh. Bớt nhìn thấy kinh khủng quá. Vệ sinh lại bớt. Vệ sinh. Các bụi thấy ghê không? Rất là bụi. Và hiện tại nhà đang ở của Trình. Nhưng mà nếu bây giờ nhà đi là chỉ là ngủ ban đêm mà. Ban ngày thì không được. Thì xung quanh có cây cối mà bụi như thế này. Chị nhìn mà những cái trung tâm thành phố mình ở thì bụi như thế nào nữa. Và đây hiện tại là Trình đang ở trung tâm thành phố này. Có những người nói OV là không có bụi, nhưng mà thật chắc OV bụi rất là nhiều lắm. Bụi miệng mà, bụi miệng nó sẽ là mình không bao giờ nhìn thấy bằng mắt thường. Thấy bụi ghê chưa? Bụi là tóc mình nó này, rồi một số loại bụi mình thấy, đây là bụi mình thấy nha. Còn cái loại bụi mình không thấy thì nó qua màng lọc carbon đó. Mình chỉ là màng lọc sơ cấp thì mình có thể vệ sinh được, cái màng lọc carbon thì không bao giờ vệ sinh được. Và cái màng lọc này mình dùng xong rồi á, khi mà nó sẽ báo cho mình một cái bảng hiệu màu đỏ trên cái chỗ mà nút cắt của máy lọc khí á, gần đấy, trên mặt trên đó, thì nó sẽ báo đỏ, lúc đó mình sẽ thay màng lọc. Và hiện tại máy mình dùng đã dùng là hết, chỉ còn 11% nữa là thay màng lọc. Thay màng lọc thì không phải những cái máy ở bên ngoài thị trường. Cái máy bên ngoài thị trường thì cái nghĩa là mình dùng xong là phải đi được. Nhưng mà tất cả chỉ nó lấy được một phần bụi sơ cấp thôi. Sơ cấp. Bụi mình thôi, bụi mình không bao giờ mà xử lý được. Thành nếu bụi mình mà xử lý được thì mình phải thay màng lọc. Thì xử lý được. Thành tốt nhất, của người thân mình, anh em bà con cô bác rồi bạn bè nên đầu tư một cái máy lọc không khí đặt trong nhà mình. Đặt ngay phòng ngủ mình. Để lọc một phần nào đó. Nếu như bây giờ mình thường ra bên ngoài á, mình ra bên ngoài thì mình đi làm thì sẽ lượng bụi ít hơn. Nếu mình ở nhà hồi nhà hồi thì bụi rất là nhiều, rất là bụi nấm, bụi này các loại, bụi cũng rất là nhiều lắm. Và cái máy này hay lắm, nó sẽ khử được cái mùi đồ ăn trong nhà mình luôn. Lọc được, mình để tầm 1-2 tiếng là cảm thấy nhà mình sẽ không còn bị mùi khó chịu nữa. Và điều này, và cái điều đặc biệt ở đây này là lọc được con quy khuẩn corona, cực kỳ tuyệt vời. Lọc được luôn. Và lúc ngày xưa mà Trung Quốc mà là Vũ Hán là nơi mà Covid đầu tiên thế giới, thì anh quay cái đầu và tư máy lọc khí cho một số trung tâm ở ngay Vũ Hán. Cực kỳ tuyệt vời. Và đây Trình đang lắp vào này. Lắp vào và sử dụng. Và đây là những tay nhà Trình đang ở luôn. Thấy không? Cực kỳ đã lắm. Chuẩn bị lắp vào. Lắp vào. Chỉ lắp rất là đơn giản lắm, cực kỳ đơn giản. Chỉ đặt máy vô xong rồi nhấn nó có hai nút hai cắm, mình nhấn xuống thì xong rồi lắp vô, thành thử là máy đây cho dù người mà họ nhìn thấy sơ sơ họ vẫn lắp được cái máy đó. Thấy không? Rất là tiện lợi cho mình. Rất là gọn gàng lắm. Trước hết là mình qua chào tất cả. Chào những người thân ở bên phải bị khó khăn trong quá trình mình vệ sinh một chút xíu. Chào.